Mon xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Hôm nay nhà Mon chuẩn bị đi ra biển nữa nè. Cuộc hành trình ra biển tiếp tục nha. Mọi người cùng đi với Mon nha. Mọi người cùng đi với nhà Mon nha. Rồi em đi luôn hả? Đã tới nơi rồi. Vừa mới cắt xe ở đây. Cho em 3 ly nước. Mon ơi, Mon 2 đi. 2. Chào mọi người. Chào mọi người. Đi khách sạn. Con đi khách sạn. Cái bài đi khách sạn là suốt ngày. Yeah. Ồ, tối hả? Xuống thôi. Cứ để đồ đây đi. Tối om nè. Ê, có xe đạp nè. Bên đây có xe đạp nè. Tiếp tục đi. Nhà mình sẽ đi về nhà đi phòng. Mình từng ở đây chứ anh chị ạ. Ồ, tối hả? Ở đây rồi còn lần anh chị ạ. Nhà mình đã tới nơi. Ui ồ, tối quá. Không vào ban đêm. Nên quay chỉ được vậy thôi. Ây da. Trời ơi, tối hôm thằng Mon đi với chú rồi. Thấy chưa? Nè. Ở đây nhìn xuống buổi ngày chắc đẹp lắm nè. À, đi vô cầu hai luôn. Coi nó nè. Chiếc máy bay bà nó ráp cho nó, giờ nó banh salon rồi nè. Đứa nào làm hư á? Không. Coi con ăn quýt không? Quýt người ta chuẩn bị cho con kìa. Bóc quýt anh đi cho mẹ ăn với. Dạ. TV, phòng. Tụi bé hớp tóc. Nói cái gì không hiểu. Mẹ cứ nói đại vậy. Phòng. Cái phòng này cũng khá là to, rộng. Có toilet nhưng mà để sáng mai á, mình sẽ quay cho thấy cái bồn tắm rộng đẹp lắm. Nằm ngoài trời, nằm ngoài giếng trời á. Thôi Mon ăn đi. Phòng này khá là đẹp Mon ha. Phòng này đẹp không? Nè, ở ngoài ban công thì có ghế này kia, có hoa dàn hoa giấy. Trời ơi. Buổi tối mình quay lỡ dở nè, cái phần này nè. Cái chỗ này là quan trọng của cái nhà này nè. Tắm ngoài trời nè. Bồn tắm nè. Đẹp không? Bồn tắm nằm ngoài trời. Cái phòng quá dễ thương. Dạ, giờ đóng không nổi rồi. Ôi ơi bà ơi, mà đóng không được. Rồi đi thôi. Đi ra ngoài đây. Mở cửa cho mẹ với. Mon 2, Mon chào buổi sáng đi. Chào buổi sáng. Giờ nhà Mon chuẩn bị đi ăn sáng nè. Đó, đẹp quá. Mon ngồi đó đi con. À không đói bụng hả? Đẹp quá ta. Nè, khung cảnh ngay ban công phòng mình ở nè, đẹp không mọi người? Trên kia là giống như cái đồi kìa. Ở đây nhà thiết kế trên đồi đẹp lắm. Bây giờ là 6 giờ sáng nè, nhà mình view biển, nhìn ra thấy biển đó, thấy không? Ôi căn nhà mình đẹp quá ha, nằm ở đây đẹp quá. Rồi đi thôi. Cho nó ra hồ bơi, nó đi đâu đi, ở trong đây đâu có sợ nó lạc đâu. Ở đây á hả, con nít mình không có sợ mà bị đi lạc đâu. Nó nằm ở trong một khuôn viên cụ thể đó nên không có đi đâu được. Thôi đi nào. Họ bắt đầu leo núi nha. Leo lên đồi. Đi đi ba. Nó chạy bắn đồ mẹ. Chú chưa? Giờ đừng xuống dốc ở đây.
đi khám phá. Thôi thử ở trên đây có gì nha. Không biết có gì không. Dạ, dạ. Ủa, cái cây nè. Cái cây giống cây cổ thụ ghê, nó to. Ủa, không có gì hết hả? Lên trên đây nhìn ngắm cảnh đúng không? À, ở trên đây đang xây nhà, xây tiếp nè. Kìa. Phải không? Ở dưới kia trồng trái cây kìa. Mẹ ơi, trái cây này nhiều trái cây không phải ơi. Đi nè. Cái cây quả xoài đó. À, quả xoài ở đó hả? Cái cháu. À, cái cháu lấy gì? Cái cháu lấy gì? Được mấy phòng luôn á mọi người. Hết phòng nhà mới. À, đi. Dạ. À, Minh nói đó hả? Minh giới thiệu cho mọi người đó hả? Giới thiệu. Hay quá vậy. Số phòng đó mà. Đây nào mà. Ôi gió ghê ha. Đi thẳng đi kìa. Đi. Gì vậy? Nó cứ thấy mấy cái bạn là nó chị trò vậy. Ô, cái cây này ba nè, ba biết không? Cái cây này là cây hột khẻ nè. Ăn ngon lắm đó. Ờ, ngày xưa mẹ hay ăn đó. Ngày xưa mẹ hay ăn cái trái đó đó. Nó giả ba là lấy đá gõ. Đi nào. Hai cha con lâu quá. Số khác hả? Mỗi căn như vậy người ta có cái bạn nè, mà nó đi nó chỉ chỗ hoài. Số nữa hả? Thì căn nhà của người ta thì phải có số chứ. Rồi người cha xong rồi đi theo chú. Đi theo chú hả? Phải nhà mà. Đằng đó là đi ra kia. Bên đây là cái góc nhà mình đi lên nè. Khủng long rồi. Bye bye nha. Chim chứ khủng long gì trời. Bye bye. Ồ, bye bye hả? Chú ơi là chú. Cảm ơn gì. Hôm qua nó chơi. Mà trời tối quá không biết rớt con khủng long ở đâu. Mẹ nghĩ là không phải rớt ở đây đâu. Chim kìa, nghe chim hót không? Nghe chim hót líu lo, líu lo, líu lo. Líu lo là líu lo. À, chú ở đây hả? Ôi, tôi mệt chú quá. Chú là ông nè. Bên kia cũng căng căng. Đi nào. Hồ bơi đẹp quá. Hồ bơi đẹp không Mon? Đó. Hồ bơi đẹp không? Đó là chú mà, đó là chú. Đó là chú. Đó, con đường
đường này mình sẽ đi xe đạp này. Mình đi xe đạp đường này. Chú nè. Ở đây có cho mưa. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Ôi, hồi tối mình thấy đạp xe đạp ở đâu ta? Đóng xe đạp luôn. Đi nào. Khu này là khu hồ bơi nè. Trời trời trời, nó đi nó giẫm mẹ luôn á. Khách nước kệ mon. Khách nước kệ mon, khách kem kệ mon. Xạo kê quá. Quán ba. Hồ bơi nè. Đứng đây ngược nắng hay sao á nhìn. Để kiếm cái hướng nào đừng có ngược nắng, xoay một vòng nè. Con giới thiệu kìa. Hả? À, hồ sen nè. Cái gì vậy? À, quả bóng hả? Lấy được không? Đâu có lấy được. Ê, hồ sen kìa ba. Qua đây coi hồ sen nè. Nhiều. Ở đây cũng nhiều cảnh đẹp lắm luôn á. Đó, nhà như vậy nè. Cái khu này là khu spa hả? Trời ơi, coi mon nó vọt nước nè. Xích đu kìa. Wow. Ê ba, ở đây căng vậy đó hả? Phòng vậy đó hả? Ồ, nhìn lạ quá ba. Ồ, giờ qua đây mới thấy nè. Đây cũng là căn của nhà người ta luôn nè. Ồ, hay quá vậy. Ê, có chỗ chơi kìa, mon vô chơi không? Dạ có. Khu vui chơi của con nít nè. Mở cửa rồi vô đi. À, đóng cửa hả? Lời xíu đi. À, vô kìa, được mà. Ồ, ở đây mấy cái căn nhìn lạ quá đó nè. Lạ quá hả? Lạ hơn cái khúc trên mình. Hồ sen nè. Wow, sen quá trời luôn. Nguyên một hồ sen. Ồ, đẹp quá ha. Đó. Đây là phía sau nhà đó nè. Mình đi. Nhà mình đi ăn sáng. Chào chú chưa? Trời ơi, đi sáng giờ mới ăn sáng. Mẹ ơi, chú đói bụng chưa ăn trứng? À, chú đói bụng hả? Chú. Trời, nó kêu chú đói bụng, chú đi ăn trứng kìa. Chứ ăn trứng thì chú về nhà ăn đi chú. Ở đây không có trứng đâu chú. Sao chú nghe nói đi trước đi cái chú chạy rồi ăn ngay nhà ăn ở đây. Mà đây là hồ bơi à, khuôn viên ăn ở đây. Ngoài đây là biển luôn, quên lại nói hồ bơi. Con đi đâu á? Trời, nó không chịu vô ăn mà nó mon chen kìa. Đó, đẹp không? Ở đây đẹp không? Ở đây đẹp. Ở đây đẹp hả? Đẹp thôi. Đẹp quá ha. Đi đâu vậy? Đó, biển đằng kia kìa. Ê ba, chỗ này hôm bữa nắng lắm ha. Bữa nay nó làm lại mát ghê. Thôi đi vô ăn sáng nè. Mình ăn bánh củ nè, rau trái cây. Trời ơi, coi nó kìa. Con ăn gì á? Ăn trứng. Ăn đi. Đi lấy nước tương cho con. Ba đi lấy nước tương cho nó đi. Uống nước, ăn chưa xong mà uống nước rồi, cho vô. Ăn đi. Rồi con ăn đi.
ba đi lấy nước cho nó đi. Nước này bên đây là khu villa nè, mình sẽ quay sơ. Đây là nhà villa có hồ bơi trong nhà luôn. Đó là có biển luôn, tiện ha. Căn đó tiện á mà. Rồi đi thôi. Hai đi. Trời ơi có vụ đâu. Rồi đi, nhà mình vừa ăn sáng xong. Giờ đi kiếm thằng con nữa. Cái gì vậy? Đi thôi. Đi nào. Trời ơi thằng Môn, nó ăn xong nó ra đây nó ngồi mà mình đi kiếm nó nãy giờ nè mọi người ơi. Dạ, oh, đẹp quá hả. Chỗ này người ta thiết kế cũng khá là đẹp. Rồi đi thôi. Môn ơi, để mình bỏ dép đi. Nó làm gì á? Trời ơi, sao không thay đồ cho nó ba? Thay đồ cho nó chơi cát, nó tắm luôn đi. Nó làm gì đó vậy? Trời ơi, con nó chơi cát này kinh hồn chưa mọi người. Con xây cái gì vậy? Xây nhà hả? Đó, viện ở đây êm lắm nha. Khe thôi đi, nhưng mà hơi nắng. Thôi đi vô. Nắng quá thôi, phải đi vô đây, nắng lắm. Cho nó tắm khúc kia hả? Cho nó đi bơi này. Trời, chưa có bạn. Con chưa có bạn ra rồi. Chưa có ai hết. Mình cho nó tắm ở đây nè. Ở đây mát nên xác định sẽ cho nó tắm ở đây. Ồ, ở đây là phòng tập gym nè. Phòng tập gym ở trong này. Đó, lên đây là khu vui chơi nè. Để mình đi lên đây coi. Chơi dành cho con nít. Cảnh ở đây xuất sắc. Hi. Hi. Sao nữa? Sau đó đi đi tắm hồ bơi. À mọi người đi tắm với Mo nào, nhảy đi. Ok. Không nhảy hả? Ok không nhảy. À. Gì dở em vậy? Diễn gì dở vậy? Diễn dở quá. Diễn dở quá thôi, không chơi đi. Tắm đi. Trời. Cái hồ. Bơi úp mặt hả? Ngộp nước luôn cho coi. Vàng hoa hậu bự bự nè. Không tắm nữa hả? Giận ơi hả? Giận ơi. Thôi nó kìa. Nó cuốn kính luôn, nó nằm vậy á. Nó giận rồi, bị ba nó la nó giận rồi. Ủa nó tặng mẹ nè. Tặng mẹ hoa hả? Hoa để làm gì? Đây nè. Ờ, hoa cài tóc hả? Đi. Mẹ, hoa chú đây. Ồ, nó tặng mẹ cây hoa này nè. Bó tay. Ồ, cái chỗ này chụp hình đẹp lắm nè. Ba ơi, chỗ này đẹp nè, chụp hình tắm đi đã rồi đi. Ồ. Không khí buổi chiều nè. À.
Nhân vật chính đi đâu rồi? Ừ. Ừ, rồi coi nằm kìa, đã không? Đó, thằng con đâu? Con ở dưới kia kìa. Con chơi ở dưới kia, mẹ nằm đây. Trời ơi, thì là sẵn rồi. Ngoài kia là mẹ. Con nó bơi nè. Hai nữa, đang bơi cũng hai nữa. Giờ nhà mình đi ăn, nhà mình không chịu kêu xe điện nè, nên phải tự lết đi nè. Trong đây á, đi lấy xe hơi xa nên phải kêu xe điện đi. Rồi đi thôi. Ui, bước con xuống là muốn xỉu không? Gì á con? Bút phê gì á, tên gì? Đây là tô mà. Nếu mà muốn nướng, ở đây có cả đồ. Đây đây, ai tự chọn là chọn món. Ba ơi, ba đi lấy đồ đi ba. Ba chọn cho nó đi. Cho nó ăn cơm không? Ăn cơm không? Hả? Ăn cơm. Con ăn gì? Cái đó món gì? Cơm kìa. Rồi đóng rồi. Con ăn gì? À nếu vậy ba kiếm thịt cho con ăn đi. Con ăn gì? Ba có món cá hay thịt gì đó lấy cho nó. Con chọn đi. Cái gì cũng không hết vậy. Trời. Giữa dàn đồ bánh mì á. Gà này ba lấy gà cho món nè. Lấy gà đi, gà không cay rồi. Lấy cho nó gà đi. Nó không ăn cái kia thì gà. Rồi giờ nhà mình đang ăn nè. Mình đang ăn buffet nè, hải sản nè, cua, ốc, sò, đủ các kiểu nè. Ba nướng gì ít xíu vậy? Bỏ lên nướng hết đi ba. Con đang ăn gì á? Con ăn gì mà nói đi chứ. Ờ, kêu là bia, món thì uống nước ngọt. Con nướng gì không thấy gì hết mày. Đây là sò mai nè. Ba ăn sò mai đi. Nãy giờ mà nướng được mớ này nè. Đó. Đây là ghẹ đúng không? Ghẹ, kia là tôm. Món ăn đi. Món là cá hồi nướng. Nướng cá hồi nướng. Đấm này đúng không nè? Ba ăn đi ba. Tươi không? Tươi ngon hả? Đi. Ôi cá kìa. Rồi. Cá mập. Cá mập hả? Cá kìa bẻo ông ơi. Cá mập là bãi bự. Cá mú nè. Mẹ, mẹ ơi. Cá gì á? Cá mập. Cá mập, đi qua cá đây. Cá mập có màu vàng và máu. À cá mập đó hả? Đi về thôi, đi về. Đi về. Ừ ghê quá, đi. Thôi đi. Cá mập. Đi. Về thôi. Kết thúc chương trình. Nó đang đặt xe nè. Chuẩn bị, nhà mình chuẩn bị về cho phòng về nên cho nó đặt xe xíu. Trời ơi, la dữ vậy. Ơi. Ghê. Đi nữa hả? Đi. Xuống dốc quá chạy mới đã. Coi nước nó tia kìa. Nó tưới cây. Ba đang làm gì đây?
đây là chỗ mình sẽ vô đầu tiên để check in. Với thằng con luôn á, nó đạp xe này. Đi đi. Thôi ơi. Để coi nó đi đâu đây. Quay lại đúng rồi. Ôi đau quá. Giờ nhà mình đi trả phòng đi về nè. Con đang đi về nhà. À giờ con đang đi về nhà hả? Bye bye đi. Mon nhà Mon đã đi về nhà rồi, đã tới nhà rồi. Đi mấy tiếng giờ tới rồi, kết thúc chuyến đi rồi. Chào mọi người đi con. Chào mọi người.